Rạng sáng ngày 19 tháng 5, Ronaldo có mặt tại sự kiện boxing Ring of Fire diễn ra tại thủ đô Riyadh. Tại đây, Ronaldo đã gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng quyền Anh thế giới, trong đó có Frank Warren, nhà sáng lập kênh truyền hình Box Nation, có hỏi Ronaldo về khả năng tài giả ngoại hạng Anh của Arsenal mùa này. Tiền đạo sinh năm 1985 bật cười rồi đáp: "Không, Arsenal không vô địch được đâu." Vào lúc 22 giờ đêm nay, Arsenal sẽ đón tiếp Everton trên sân nhà. Nếu giành được 3 điểm, đồng thời Man City không thể chiến thắng được West Ham, đội bóng của Mikel Arteta sẽ giành được chiếc vô địch. Trên bảng xếp hạng, Arsenal có 86 điểm, còn Man City có 88 điểm. Về lý thuyết, Arsenal vẫn còn cơ hội vô địch, dù rằng khá mong manh. Khả năng Man City đánh mất điểm trên sân nhà được giới chuyên môn đánh giá là rất thấp. Tuy nhiên, Mikel Arteta vẫn không mất niềm tin vào một điều kỳ diệu có thể xảy ra. Huấn luyện viên 42 tuổi chia sẻ với BBC: "Chúng tôi luôn muốn giành chức vô địch. Cao đồ đã chiến đấu rất nỗ lực để có được vị trí này. Và chủ nhật này, chúng tôi có tràn đầy hy vọng để nâng cao chiếc cúp vô địch ở vòng đấu cuối cùng." Cũng vào lúc 22 giờ đêm nay, Man City sẽ gặp West Ham trên sân nhà. Trước vòng đấu cuối cùng, Man City đang hơn Arsenal 2 điểm. Họ chỉ cần thắng West Ham là sẽ chắc chắn vô địch, bất chấp kết quả trận đấu cùng giờ tại sân Emirates. Trước thêm vòng đấu cuối cùng, Guardiola đã báo tin vui cho Man City khi khẳng định ông sẽ tiếp tục dẫn dắt câu lạc bộ trong mùa tới. "Tôi vẫn còn hợp đồng với Man City và sẽ tiếp tục ở lại dù kết quả có ra sao. Kế hoạch của tôi là ở lại đây trong mùa giải tới." Nếu vô địch ngoại hạng Anh mùa này, Man City sẽ có lần thứ 6 đăng quang trong 7 mùa giải gần nhất. Tuy nhiên, Guardiola bác bỏ quan điểm cho rằng các câu lạc bộ khác không thể vô địch nếu như ông tiếp tục ở lại Man City. Đó là một góc nhìn rất sai lầm. Hãy nhìn vào cách biệt về điểm số. "Nếu chúng tôi vô địch ngoại hạng Anh vào mỗi mùa giải với cách biệt 20 điểm so với phần còn lại, tôi sẽ tự nhận mình là thiên tài. Nhưng trên thực tế, trong những mùa giải mà chúng tôi đánh bại Liverpool, họ đáng ra cũng có thể vô địch, Arsenal cũng vậy." Trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, Erik ten Hag đã giúp Man United có được chiếc vô địch Carabao Cup cũng như vào top 4 Premier League. Tuy nhiên, sang đến mùa này, Man United đã trượt dài khi họ sớm bị loại tại Carabao Cup cũng như Champions League. Ở Premier League, Man United hiện tại đang xếp vị trí thứ 8 và đứng trước nguy cơ không thể tham dự đấu trường châu Âu mùa tới. Phong độ bết bát của Quỷ Đỏ khi chiếc ghế của ten Hag lung lay dữ dội. Về phần mình, huấn luyện viên này tuyên bố Man United đã mạnh hơn so với cùng thời điểm năm ngoái. "Vị thế của câu lạc bộ đã tốt hơn so với 12 tháng trước. Chúng tôi đã tìm ra và phát triển một số cầu thủ trẻ tiềm năng, những người có thể nâng cao chất lượng đội hình. Ngoài ra, chúng tôi còn sở hữu những ngôi sao đẳng cấp và dày dặn kinh nghiệm. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm sẽ tạo ra một đội hình cực mạnh, sẵn sàng cạnh tranh mọi danh hiệu." Bên cạnh đó, Erik ten Hag còn khẳng định Man United vẫn có sức hút lớn với những cầu thủ đẳng cấp, ngay cả khi không tham dự cúp châu Âu mùa tới. Estevao William, hay còn được biết đến với nghệ danh là Messinho, là sản phẩm của lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Palmeiras, nơi từng sản sinh ra những tài năng bóng đá như Gabriel Jesus, Danilo hay Enrique. Tuy mới 17 tuổi nhưng Estevao được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Nhiều người tin rằng tiềm năng của Estevao có thể vượt cả Enrique. Theo chuyên gia Fabrizio Romano, Estevao có thể cập bến Chelsea sau khi câu lạc bộ nước Anh đồng ý các thỏa thuận với Palmeiras. Câu lạc bộ thành London sẽ trả trước 29 triệu bảng. Con số này có thể tăng lên 56 triệu bảng, bao gồm các khoản phụ phí dựa vào thành tích thi đấu trong tương lai của Estevao. Và lãnh đạo Chelsea xem đây là một món hời chuyển nhượng nếu như sau mai 17 tuổi phát huy được hết tiềm năng của mình. Estevao William sở hữu lối chơi kỹ thuật rất giống với Lionel Messi nên được gán cho biệt danh là tiểu Messi, Messinho. Đầu tháng 5, Estevao đạt được thỏa thuận cá nhân với Chelsea. Anh sẽ chính thức đầu quân cho câu lạc bộ này kể từ mùa giải 2025-2026 khi bước qua tuổi 18. Vào năm 2019, Estevao đã phá kỷ lục của Rodrigo khi đặt bút ký hợp đồng quảng cáo cho hãng đồ thể thao Nike ngay từ lúc 11 tuổi. Marco Reus đã có trận đấu chia tay sân Signal Iduna Park sau khi thông báo ra đi vào cuối mùa này. Tiền vệ 34 tuổi đóng góp một bàn thắng để giúp Dortmund có được chiến thắng 4-0 trước Darmstadt. Các cổ động viên Dortmund đã tri ân Marco Reus bằng một tấm tifo khổng lồ có in hình chiếc áo số 11 kèm thông điệp "Cảm ơn Marco". Trong thời gian mà Bayern Munich thống trị Bundesliga với 11 chiếc vô địch liên tiếp, Marco Reus có thể xem là cua hiếm. Cầu thủ người Đức được Bayern Munich liên tục mời gọi nhưng vẫn quyết định gắn bó với Dortmund một cách đầy chung thủy. Nhờ vậy mà anh luôn nhận được tình cảm lớn lao từ người hâm mộ Dortmund. Marco Reus cũng đã có một cử chỉ đẹp với các cổ động viên của mình. Anh đã mời bia tất cả cổ động viên có mặt tại Signal Iduna Park trong ngày hạ màn mùa giải. Theo thống kê, có khoảng 80.000 cổ động viên đã có mặt tại Signal Iduna Park trong buổi tiệc chia tay Marco Reus. Marco Reus vẫn còn một trận đấu cuối cùng trong mùa áo Dortmund, đó là trận chung kết Champions League gặp Real Madrid vào đầu tháng 6. Marco Reus sẽ trở thành cầu thủ tự do sau khi mùa giải này khép lại.
nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục thi đấu cho một câu lạc bộ khác của Đức trước khi giải nghệ. Theo The Guardian, Chelsea đang cân nhắc bổ nhiệm Kieran McKenna nhằm thay thế Mauricio Pochettino. Huấn luyện viên người Argentina vẫn chưa được đảm bảo tương lai và quan điểm trong nội bộ ban lãnh đạo về ông vẫn còn đang chia rẽ. Do vậy, Chelsea cũng đã lên trước phương án trong trường hợp sa thải Pochettino. Kieran McKenna đã giúp Ipswich Town giành được vé thăng hạng trực tiếp lên Premier League mùa này. Ipswich Town chỉ thua 6 trận trong cả mùa, giành được 96 điểm và chỉ về nhì sau Leicester City. Nhờ vậy mà McKenna được nhiều đội bóng theo đuổi. Man United và Brighton cũng muốn chiêu mộ huấn luyện viên người Bắc Ireland. Tương lai của Ten Hag không chắc chắn, trong khi The Zerbies vừa xác nhận sẽ rời khỏi Brighton vào cuối mùa giải. Ipswich Town đã chơi ở giải hạng 3 nước Anh vào mùa giải năm ngoái. Kieran McKenna đã giúp đội bóng này thăng hạng trong hai mùa liên tiếp để lên chơi Premier League. Đó là một thành tích đáng kinh ngạc. Nhưng vẫn chưa rõ McKenna có muốn thực hiện một bước nhảy vọt ngay lập tức bằng việc ngồi vào ghế nóng tại Stamford Bridge hay không. Pochettino chỉ ký hợp đồng 2 năm với Chelsea và cũng đã chia sẻ đầy ẩn ý rằng ông có thể ra đi vào cuối mùa. Và hợp đồng giữa hai bên cũng cho thấy niềm tin của Chelsea và Pochettino không quá lớn và họ đòi hỏi những thành công đến ngay lập tức. Truyền thông Argentina cho biết Real Madrid đã liên hệ với Liverpool về trường hợp của McAllister. McAllister được xem như sự thay thế hoàn hảo cho lão tướng chuẩn bị rời Bernabeu là Luka Modric. Câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha đang đàm phán với Modric về khả năng anh tiếp tục ở lại thêm một mùa, trong khi tiền vệ người Croatia sẵn sàng giảm lương để gắn bó cùng Real Madrid. Toni Kroos cũng đang thương lượng để tăng thời hạn hợp đồng đến năm 2025, trong bối cảnh những nhân tố trẻ như Camavinga, Tchouaméni, Bellingham trưởng thành rất nhanh. McAllister gia nhập Liverpool với giá 40 triệu bảng, kèm điều khoản phụ phí có thể tăng lên 52 triệu bảng. Truyền thông Argentina cho biết, hợp đồng giữa McAllister và Liverpool có kèm điều khoản giải phóng 60 triệu bảng được kích hoạt từ mùa hè 2025. Chính vì vậy, ngay từ thời điểm này, Real Madrid đã thăm dò chuyển nhượng nhằm dọn đường có thể đưa tiền vệ người Argentina đến với Bernabeu.